Chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con HP Chromebook ha. Này còn sót một con Chromebook HP này, mình sẽ view xả cái giá cực kỳ tốt để mọi người giải trí ha. Nó chạy hệ điều hành Chrome, cho nên đó là mọi người lưu ý là không phải là laptop chạy máy Win nha mọi người, mà chạy hệ điều hành Chrome. Ai rành thì mới lấy, mình đăng nhập Gmail của mình vào mình sử dụng như cái Android như vậy ha. B189 là mã mình đặt cho máy. Cái vỏ nhôm thì khá là đẹp, cái này công nhận cái cho mình nó mỏng dánh luôn á mọi người, mình nhìn nó sang trọng cực kỳ, phay nhôm xước hết trơn luôn, nhìn đẹp. Và cái bản lề thì nguyên cái thanh inox này nó trắng sáng cứng cứng cáp ha, nhìn đẹp. Có chỗ này hơi cong một chút xíu do quá trình vận chuyển tì đè lên đó mọi người, nhìn nó hơi nhìn cái hơi cái dấu hơi hằn hằn một chút xíu, nhưng bởi vì vỏ nhôm á cho nên là nhìn nó thấy nó hằn hằn như vậy nè. Nếu mà bình thường nhựa thì sẽ không thấy đâu, nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều nha do quá trình vận chuyển. Bên này thì có hai cái sạc Type-C, cái này ngõ USB tai nghe để mình test nhạc làm việc, cái này là thẻ nhớ nha. Bỏ cái Gmail của mình vô là xài thôi. Đây mọi người, màn hình là 13.3 inch nha, màn hình đẹp mà webcam rồi đầy đủ hết. Này nó có mình xài, gọi là mình xài trên Google mọi người, có những cái toàn bộ game rồi phần mềm để mình học hành online rồi có đầy đủ hết. Và phím có LED luôn, phím thì phím quốc tế là đẹp nè mọi người. Và loa loa BO nghe hay của HP á, phay ở trong này cũng làm phay nhôm hết trơn luôn à, nhìn rất là sang trọng. Thực sự cái máy ấy đúng là cái để dành cho giải trí luôn. Đôi lúc mình làm việc, gọi là mình giải trí, mình đơn giản đi đâu đó mình mang vác đi lại, nhìn nó vừa sang trọng nó vừa đẹp, giá thì nó rẻ nữa mọi người. Chạy chip có mờ ha. Đây mọi người, đây, có cái gì thì mình vô CH Play mình tải toàn bộ hết, rất là dễ đơn giản, giống như trên điện thoại Android vậy thôi. Có Zalo, Facebook, Mail hay là Google, xem phim, những phần mềm karaoke hay là test nhạc, nghe nhạc, con cái học hành rồi đó là đầy đủ hết. Nói chung là đầy đủ hết, mọi người có thể là tải về nhiều hơn. Cái này là cái bộ nhớ của nó là 30, cái này là 32 GB bộ nhớ. Cái này lấy máy này á, bộ nhớ 32 GB, nhưng mà bởi vì nó là dòng Chromebook cho nên là mọi người tải về nó rất là tiết kiệm dung lượng luôn, mình tải quá trời luôn nhưng mà nó vẫn rất là ít nha mọi người. Và có gì thì mình xài, gọi là người ta kêu là dữ liệu đám mây á, sử dụng trên Google này nè, mình có cái mail của mình đi vô rồi mình xài thôi, nó cũng rất là thuận tiện luôn. Ai rành á thì mọi người thấy là nó tiện như thế nào, và đặc biệt là hệ điều hành của nó trên nó rất là nhanh, máy nhanh cực kỳ. 32 GB nhưng mà mọi người tải tha hồ thoải mái. Và bởi vậy cho nên nhà sản xuất nó mới sản xuất cái bản tại sao có 32 GB, là những dòng Chromebook toàn 32 với 64 ví dụ như vậy đó mọi người, là nó cái cấu hình đây á, là nó chạy chip M5 nha. Thì cái chip này nó hay nằm trong những cái dòng mà một là tablet, hai là những cái dòng giống như của HP với lại Dell, mà những dòng mà mỏng á mọi người, mà thời trang á, ở thiên về người ta sử dụng văn phòng thôi, không cần sử dụng mạnh lắm mà thiên về thời trang và tiết kiệm năng lượng, cho nên nó xài cái này. RAM là 8 GB đó, và ổ nhớ là 32 GB, giải trí là vô tư, màn á thì rất là đẹp, mọi thứ là hoàn hảo, ngay cả cái máy cũng vậy, đúng với tính chất giải trí luôn. Nó có đầy đủ các cái chức năng rất là nhiều mọi người, Bluetooth này kia, nghe nhạc mọi thứ rất là ok, xem phim rồi tùm lum hết. Máy là hoạt động hoàn hảo, máy thì kèm sạc zin. Và bây giờ cái con này thì còn con Chromebook cuối trong cái mã này, B189 2,2 triệu. Ai chốt có thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình ha. Máy thì kèm sạc nha mọi người, 2,2 triệu thôi. Máy thì nhìn rất là xinh, mọi người có thể là cắm USB vô đây chuột rồi này kia mình sử dụng thôi. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh nha.